Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh Hàng Bánh Nhật ạ. Hôm nay em có lấy thêm một số đồ nghề nữa. Hôm nay thì có một cái thang nhôm này và một cái eto bình giữ nhiệt, rồi dây hơi và một số đồ nghề khác, kéo tỉa hàng rào, rồi kéo bướm, kéo cắt cành và dao chặt, dao bếp các loại. Mã đầu tiên hôm nay là mã cái thang này thì em không ghi mã nha bác. Thang này là thang nhôm, nó nặng khoảng 8,5 kg ạ. Và cái này thì nó có chiều ngang của cái thang này là nó khoảng 45 cm, chiều ngang 45 cm ạ. Và cây thang này thì nó có khoảng 1 2 3, nó khoảng 10 bậc thang ạ. 3 5. Vâng, nó có 10 bậc thang. Cây thang nhôm này là mã đầu tiên là 1.400.000, 1.400.000. Đấy, nó có một, khi các bác không sử dụng nữa thì nó có một cái quai để cài thang này này. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác rút thang ra thôi. Và nó có một cái khóa nhá bác. Đây này, có mấy cái khóa ở hai bên để khóa cái thang này đó. Khóa cái thang này. Cái này là mã đầu tiên là em không ghi mã. Cái thang này, thang nhôm này là 1.400.000 này. Đến mã số tiếp theo là đến một cái eto. Cái eto này thì nó của hãng Winton nhá bác. Đây này. Hãng Winton. Winton ạ. Winton là cái hãng của Mỹ đó. Nó có cái đế có thể xoay 360 độ được nha bác. Cái này thì hàng nó cũng cũ rồi. Cái miệng thì nó có rơ nát, với này nó cũng bị sứt mẻ về, các bác chắc phải sửa lại đó. Miệng người ta hàn bằng đồng về chắc các bác phải sửa lại này. Và cái tay quay này thì nó cũng bị rớt ra rồi, về các bác chế lại tay quay thôi. Còn ngoài ra thì nó vẫn xài hoạt động bình thường nha bác. Cái cốt là cốt tròn. Cái eto này là nó nặng 18 kg, 18 kg của hãng Winton ạ. Cái eto này là 1.200.000. Cái này thì bác nào thợ nào mà sửa được thì coi giá cả hợp lý thì lấy về sửa lại để xài nhé. 1.200.000 ạ. Đến mã đầu tiên hôm nay là mã bình giữ nhiệt ạ. Đây gồm hai cái bình giữ nhiệt này quá. Nó có một cái này, nó của hãng Tiger, có hình mặt hổ này. Một cái bình này thì nó đựng được khoảng 500 ml, khoảng nửa lít ạ. Còn một cái bình này nhỏ hơn thì nó đựng được tầm 300 ml, đựng được khoảng bằng một chai lon bò húc, một lon bò húc. Trong lòng thì còn sạch sẽ nha bác, còn sạch đẹp. Và này em test nhiệt chuyển rồi, nó vẫn còn xài bình thường, nó vẫn canh nhiệt bình thường, giữ nhiệt canh nhiệt bình thường. Một cặp hai bình này là C1 là 150.000. Mã số tiếp theo C2. C2 cũng một cái cặp bình giữ nhiệt. Cái này nó của hãng Tiger, có hình mặt hổ này, hãng Tiger. Cái bình lớn này thì nó đựng được tầm khoảng 0,5, khoảng 0, cái này chắc đựng được tầm khoảng, nó đựng khoảng 0,7 lít, khoảng tầm đó, khoảng 700 ml. Và một cái bình nhỏ này thì nó đựng được cũng khoảng 0,3 ml này, đựng tầm một lon bò húc. Hai cái bình này là C2 là 190.000, C2 một hai bình ạ. Mã tiếp theo là C3. C3 là một cái bình giữ nhiệt. Cái bình này thì nó có chữ dập, thông số dập này. Cái này là của Trung Quốc mà nó xuất sang Nhật. Trung Quốc xuất Nhật. Nó có thể tích là 770 ml, 770 ml. Cái này thì em test thử rồi nha bác, nó vẫn còn giữ nhiệt canh nhiệt tốt nhá, xài vẫn còn ngon lành. Đây, nó có một cái lắp trên này, các bác có thể đổ nước hoặc cái nước bằng cái vòi nhỏ này này, cái miệng nhỏ này, đổ nước hoặc luôn nước vào bằng miệng nhỏ này cũng được này. Và nó có hai quai này, về các bác kiếm hai nối cái dây vào mình có thể đeo bên, treo bên người được. Cái này C3 là 130.000, nó đựng được 770 ml nước. Mã tiếp theo là C4 ạ. C4 cũng một cái bình của
Jorjirushi, quả Jorjirushi. Cái này là hàng của Thái Lan xuất Nhật nhé, của Thái Lan sản xuất xuất sang Nhật. Cái bình này thì nó cũng đựng được tầm cái này là cái vết bẩn này quá, quên chưa rửa, quên chưa rửa. Còn bên trong, cái này bên trong để lâu quá, mối về kiến nó ấy vào này, quên chiều em quên chưa rửa, mối về kiến nó vào nó đấy. Cái này thì nó vẫn xài bình thường nhá, em đã test trước, em đã test nhiệt qua rồi. Cái này nó cũng có thể tích là 0,8 lít. Này C4 là 150.000 C4 ạ. Mã tiếp theo là C5. Mã tiếp theo là C5. C5 là một cái chảo chống dính của Mỹ ạ. Cái này thì cái chảo này thì nó có cái miệng chảo là nó có đường kính là 29 cm, và cái lòng chảo của nó thì nó có đường kính là 25,5 cm, và cái đường kính của cái nắp nó có một cái nắp chảo nữa, cái nắp nó có đường kính là 27 cm, nắp có đường kính 27 cm. Cái này thì cái lòng của nó, lòng chảo sâu 5 cm, và chảo này thì nó có, chảo này thì nó được làm 5 lớp ạ, rất là dày dặn và cứng cáp. Cái này là của Mỹ ạ. Đây, Made in USA này. Made in USA. Này nó cũng chưa qua sử dụng đâu, nhưng mà người ta để ở ngoài bãi hoặc là người ta vận chuyển nên nó cũng có một vài chết vết xước cần cấn nhỏ nhỏ trên bề mặt. Cái chảo này thì nó có cái tay cầm bằng nhựa canh nhiệt này, nhựa cứng canh nhiệt. Cái này C5 là 950.000, C5 950.000. Chảo 3 lớp và nó có thể tích là, à quên, nó có trọng lượng cả cái vung cái nắp này nữa là 2 kg. À, chảo này nặng 2 kg. C5 là 950.000. Và tiếp theo là C6 ạ. C6 là một cái ống nhòm của hãng Balinell. Cái ống nhòm này thì nó có một cái hộp đựng bằng giấy, và nó có một cái túi đựng ống nhòm thì nó được làm bằng vải, và đây nó có cái dây để đeo nữa này, dây đeo ống bằng cái túi bằng vải có dây đeo này. Cái ống nhòm này thì nó có 4 cái mắt, 2 mắt nhỏ và 2 mắt nhòm lớn này. Này nó nhòm xa được tối đa là 1.000 mét, là khoảng 1 km đấy, một cây số ạ. Cái này nó có 2 cái nút điều chỉnh, một cái nút tròn ở giữa cái ống nhòm này để điều chỉnh xa, mình nhòm xa hay nhòm gần này. Và một cái nút ở bên tay phải nữa, ở kính bên tay phải để mình nhòm rõ hay là mờ các thứ ấy. Và nó có 4 cái nắp để bịt đầu ống nhòm bằng cao su ạ, đầu bịt để tránh chảy xước. Cái ống này là nhòm này là C6 là 450.000, C6 ạ, 450.000. Thế mã số tiếp theo là C7. Mã số tiếp theo C7. C7 là một cái quận dây hơi hoặc dây ống nước, dây xịt thuốc sâu ạ. Quận này thì nó dài là 15 m, dài 15 m. Rồi, nó có dập thông số trên này. Cái quận này ở bên trong nó là 0,85 mm này, bên ngoài thì nó là 14 mm, cái dây bên ngoài là 14 mm, bên trong 0,85, và dây này là dây 3 lớp ạ. Và nó chịu được áp suất là 150 kgf trên một cm khối. Dây này thì nó dài là 15 m, và nó có trọng lượng là 2,2 kg. Cái này là C7 là 330.000. Cái này thì các bác có thể về làm dây hơi này, hoặc là dây rửa xe, dây xịt thuốc sâu các loại. C7 là 330. Mã số tiếp theo là C8 ạ. C8 cũng một quần tương tự. Quần này thì nó có chiều dài là 20 m, nó dài hơn 5 m. Và chiều dài 20 m, và nó nặng là 2,8 kg. Cái này C8, quận này là 400. Mã tiếp theo là C9 ạ. C9 là một cái cây thước thủy.
Cái này chiều dài của cái thước này là 60 cm, chiều dài 60 cm. Thước thủy bằng nhôm này, nó cũng còn tương đối là đẹp ạ. Tem mác thì còn nguyên, tem mác còn nguyên ạ. À, nó có hai cái đồng hồ cân nước, một đồng hồ dọc và một đồng hồ ngang này để cân nước cân bằng, đồng hồ cân nước. Cái này là C9 là 170 ạ, 170.000. Ở dưới đế của nó có nam châm để dính này, dính hút ạ, có nam châm nữa. C9 là 170.000. Mã tiếp theo là C10. C10 là một cái lưỡi xẻng nhọn nhỏ. Lưỡi này nó có chiều dài là 22,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 17 cm, chiều ngang lưỡi 17 cm ạ. Lưỡi này thì lớp sơn mạ bên ngoài thì nó bị bong tróc hết rồi, nhưng mà lưỡi thì còn tương đối đẹp ạ, không có bị rỉ xe gì hết ạ, vẫn còn rất là cứng cáp, về các bác chêm lại cán là xài được thôi. C10 cái này 150.000 ạ, 150.000. Tiếp theo là C11, là cũng một cây xẻng nhỏ nữa. Cái này thì nó có chiều dài là 20 lưỡi 21 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 15,5 cm. Nó của hãng C-Max. Này thì còn mới, chưa qua sử dụng. Và cái chiều dài của cái cán của nó dài khoảng 44 cm, và chiều dài tổng cả lưỡi lẫn cán nữa là nó dài khoảng 60 cm. Này C11 là 230.000, 230.000. Mã tiếp theo là C12. Và số tiếp theo C12 là một cái cây cuốc lưỡi nhọn. Cái này thì mũi của nó là nó nhọn về mũi nha bác, nó giống lưỡi cuốc hình tam giác. Chiều dài lưỡi cuốc là 18 cm, chiều ngang lưỡi cuốc là 16,5 cm. À, cái lưỡi cuốc này thì nó cũng rất là dày, nó dày chắc khoảng là 6-7 ly, dày 6-7 ly. Cái mặt ở mặt đằng sau này thì nó cũng có rỗ một vài vết nhá, nhưng mà thép của Nhật thì nó cũng rất là cứng nên nó không ảnh hưởng gì ạ. Cái này thì các bác về làm sử dụng thì các bác có thể, nếu mà cần thiết thì các bác mài bén lại lưỡi để xài nhá. Và cán của nó đây, cán của nó thì còn chắc chắn đấy, còn cứng cáp và chắc chắn. Cái này C12 là 100.000, 100.000. Nó dài tầm, một cán dài tầm 1 mét. Mã tiếp theo là C13. Và số tiếp theo là C13. À, số tiếp theo C13 là một cái cây chép. Cái này cây chép nhỏ, chiều dài lưỡi của nó là khoảng 9,5 cm, và chiều ngang lưỡi của nó là tầm 8 cm. Này nó cũng khá là dày, lưỡi chắc dày khoảng 3 lì, rất là dày và cứng cáp. Này lớp sơn mạ thì còn một phần, nó cũng bong tróc rồi, nó còn một phần lớp sơn mạ thôi. Và phần cán của nó đây, cán bằng cán gỗ ạ, cán nó dài tầm 45 cm. Này C13 cây này là 100.000. Mã số tiếp theo C14 ấy, cũng một cái cây chép. Cây này thì nó có chiều dài là lưỡi là tầm 10,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là tầm 9,5 ạ, chiều ngang lưỡi 9,5, và lưỡi thì còn tương đối là đẹp, lưỡi còn đẹp ạ, và còn lớp sơn mạ bên ngoài. Cái này thì cán được làm bằng cái ống thép thôi, rất là cứng cáp, người ta đã hàn sẵn rồi các bác, hàn sẵn ống thép rồi. Đó, hàn sẵn cái ống thép làm cán rồi. Cái cán của nó dài tầm 45 cm ạ. Này C14 là 150.000. C14 ạ. Mã số tiếp theo C15 ạ. C15 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cây này thì nó có chiều dài cả cán nữa, tầm khoảng 65 cm, và cán của nó thì nó tiện ra làm 4 khúc. Nó có cái vết tiện này, nó giống như tiện người ta tiện khoét kiểu hình đốt trúc đấy ạ, còn thành 4 khúc. Tem mác thì bị bong tróc rồi. À, phần lưỡi của nó này, lưỡi thì còn rất là đẹp nhá, còn sắc bén, không găm mẻ gì hết ạ. Và trên bề mặt lưỡi kéo thì người ta có dập vân búa thủ công trên bề mặt lưỡi kéo ạ, rất là đẹp luôn. Cái này là C15 là 230.000, C15. Mã số tiếp theo C16, cũng một cây kéo tỉa hàng rào. Cái này chiều dài của nó cũng tầm 65 cm, và cán của nó thì cũng còn khá là đẹp. Và phần tay cầm thì người ta có sơn một lớp sơn mạ màu đỏ,
À, cái này là kéo kiểu dạng kéo lưỡi cong này. Lưỡi thì còn sắc bén, không gam mẻ gì hết ạ. Lưỡi còn tương đối là đẹp. Lưỡi cong, kéo tỉa hàng rào lưỡi cong ạ. Cái này là C16 là 180 ngàn ạ, C16 ạ. Mã số tiếp theo C17 ạ. C17 là một cái cây bơm hơi, cây bơm hơi. Cái này thì nó không có bầu hơi nhé các bạn. Cái này thì tem mác còn nguyên này, bề mặt thì nó cũng có bị chảy xước bong tróc một phần lớp sơn ạ. Và cái này thì bơm vẫn hoạt động xài bình thường nhé bác, hơi ra rất là mạnh. Và nó có đầu hơi là đầu kẹp chữ A này, đầu kẹp chữ A để bơm xe đạp đấy. Còn cái này thì các bác có thể bơm được xe máy, nhưng mà nếu bơm xe máy thì các bác phải thay thế cái đầu bơm xe máy thì mới bơm được, thay thế đầu bơm xe máy. Này C17 là 130 ngàn, C17 ạ. Đến mã số tiếp theo là C18. Đến mã số tiếp theo là C18 ạ. C18. C18 là một cái cây Eto của hãng Lucky. Cái này size của nó là 75, là miệng rộng 7,5 cm ạ. Cái này thì nói chung là nó còn tương đối là đẹp. Lớp sơn mạ bên ngoài là của hãng Lucky, còn đẹp, nó chảy xước một tí thôi. Mà nó bị mất cái lông đèn ở trong này này các bác. Mất một cái lông đèn ở trong này này, nó bị rớt mất cái lông đèn. Nên nó phải có cái lông đèn ở đây này, nó mới khi mình xoáy thì nó cản lại thì cái miệng của nó mới đẩy ra, nó mở ra được. Để các bác chế cái lông đèn, các bác nắp vào đây là xài được thôi. Cái tô này nó cũng còn đẹp đấy. Cái này thì nó bị lỗi có như thế thôi, còn tem mác còn nguyên ạ. Mất thiếu mỗi cái lông đèn thôi, về các bác sửa chế lại lông đèn nắp vào là xài được ạ. Bình thường cái này thì nếu mà nó còn lông đèn bán bình thường là hơn 300 đấy. Thì cái này thiếu lông đèn thôi, về coi sửa chữa chế lại nhé. C18 cái này là 200. Mà số tiếp theo C19. C19 cũng một cây Eto. Cái này nó của hãng, không biết hãng gì, tem mác còn. Nhưng mà cái này thì hơi xấu này quá. Cái này miệng của nó là 6,3 cm, 6,3 cm ạ. Này lớp sơn mạ bên ngoài nó cũng bị bong tróc và nó cũng có rỉ sét một chút rồi. Cái này thì vẫn xài hoạt động bình thường nha bác. Cái này hơi kẹt này, em chưa tra dầu mỡ gì ạ. Về các bác tra dầu mỡ là nó trơn, là xài bình thường thôi. C19 cây này là 150 ngàn. Mà số tiếp theo C20 ạ. C20 là một cái cây búa bi. Cây này thì đầu búa cũng còn đẹp này, và đầu bi cũng còn đẹp hết, cán còn mới và tem mác còn nguyên. Cây búa bi này nó nặng, có trọng lượng là cây búa bi này có trọng lượng là nó cả cán nữa, nó khoảng 600 g, 600 g. C20 cây này 120 ngàn. C20 120. C21 là một cái cây búa đóng đinh đầu lục giác, hai đầu lục giác cũng còn đẹp, còn khá là láng mịn, còn đẹp, tương đối đẹp, cán thì cũng còn đẹp, mà tem mác thì bị chảy trượt, chảy xước rồi, tem mác chảy xước rồi. Búa này nó có trọng lượng là 1 kg. Cái này C21 là 150 ngàn, 1 kg. Và số tiếp theo C22. C22 cũng một cái cây búa đóng đinh đầu lục giác. Cái này đầu búa thì cũng còn tương đối là đẹp, còn khá là đẹp. Và đầu búa này nó có trọng lượng là 1,8 kg. Đây, trọng lượng của nó dập trên cái đầu búa thôi. Cán cũng còn đẹp và chắc chắn. Cái này thì người ta chưa có đóng chốt nhé. Phải các bác đóng cái chốt vào là sử dụng nó thôi. Đóng lại cán và đóng chốt vào. C22 là 200 ngàn. 200 ngàn. Này nặng ký 8. Thêm cán nữa là ký 9. Mã số tiếp theo C23. C23 là một cái cặp cưa gồm hai cây cưa. Cái này thì chiều dài của cây cưa là nó, hai cây này thì nó dài tầm khoảng 60 cm, 58 đến 60 cm nhé bác. Là hai cây nó dài tương tự nhau đấy. Cái phần lưỡi cưa là nó dài khoảng 25 cm, lưỡi cưa dài 25 cm. Lưỡi thì còn đẹp, không bị sứt mẻ gì hết ạ, vẫn còn rất là sắc bén. Hai cây cưa này đây, cán của nó bằng gỗ và nó có quấn mây bên ngoài, còn mới, tem mác còn nguyên này. Cây này thì nó cũng có một vài vết rỉ ni ti trên bề mặt, còn cây này thì còn mới nguyên này. 265
made in Japan, còn mới con đẹp. Cái này thì ở bên Nhật thì người ta hay xài để người ta cưa xương cá ngừ các thứ ấy. Còn về Việt Nam thì mình có thể mình cũng cưa xương hoặc là mình cưa cây cũng đều được nha bác, cưa cây cũng được ấy. Một cặp như thế này là C23, hai cây là 180 ngàn, hai cây. Mà số tiếp là C24 ạ. C24 là một cái lưỡi niềm lớn này. Lưỡi này nó có chiều dài là 29 cm, chiều ngang của nó nào, chiều ngang của nó tầm khoảng sấp xỉ 5 cm, khoảng 4,8 cm. Và độ dày của cái lưỡi niềm này là nó dày, lưỡi niềm này nó dày 4,5 ly. Lưỡi thì còn tương đối là đẹp, lưỡi mài vát một mặt thép hai lớp. Cái này trên bề mặt lưỡi của nó người ta cũng có dập chữ mà nó nhìn nó hơi mờ các bác, nhìn nó mờ. Này về các bác cho em lại cán này xài thôi. Này C24 là 200 ngàn, C24 200. Mã số tiếp theo C25. C25 là một cái cây bào gỗ. Cây này nó có chiều dài là 26 cm, chiều ngang của nó là 7 cm và độ dày là 3,5 cm. Cái bào này còn gần như mới này quá, còn gần như mới đó, bề mặt còn mới nguyên, lưỡi thì còn đẹp, không gam mẻ gì hết. Trên lưỡi cũng có dập chìm chữ rất là đẹp, tem mác còn nguyên ấy. Có logo hình cái vương miệng này, kinh ACE. C25 cây này 170 ngàn. Mà tiếp theo C26 cũng một cây bào gỗ tương tự. Cây này cũng còn tương đối là mới. Chiều dài cây bào này nó khoảng 26 cm, chiều ngang cây bào là 7 cm và độ dày cũng 3,5 cm. À, cây này tem mác cũng còn nguyên nha bác. Bề ngoài thì cũng còn mới và đẹp. Lưỡi cũng còn đẹp này, có dập chìm chữ trên đó. Này C26, cây này 170 ạ. Mã số tiếp theo C27. C27 là một cái cặp mỏ led. Nó gồm hai cây mỏ led, một cây của cái hãng Toyota nha bác. Cây này size 20 này. Miệng thì còn khít mà miệng còn đẹp, không chảy trượt gì hết nha bác. Đó, còn khít còn đẹp. Toyota Japan, cây này 20 mm này. Và một cây lớn nữa là size 30 mm, nó của hãng Hit, có dấu nội địa Nhật ấy. Hãng Hit. Cái này thì nó hơi kẹt tí, về các bác ấy vào là các bác siết lại được nhá. Nó kiểu con ốc này nó nâu không tra dầu ấy, nó hơi bị kẹt xíu. Miệng thì còn đẹp, không chảy trượt gì hết ạ. Một cặp như này hai cây là C27 là 200. Mã số tiếp theo C28 ạ. C28 là một cái cây cưa gấp lưỡi hai mặt. Cây này thì nó có chiều dài cây cưa là khoảng 48,5 cm, cán bằng gỗ còn mới nguyên, tem mác còn nguyên. Và cái phần lưỡi cưa thì nó dài tầm khoảng 22 cm, dài 22 cm. Trên lưỡi cưa cũng có dập chữ, lưỡi cưa cũng còn đẹp, gần như chưa qua sử dụng, nó chỉ bị một vài vết xước do là nó trà vào những cái hàng khác nên nó có một vài vết xước nhỏ thôi. Và nó có hai phần lưỡi cưa, một phần lưỡi cưa răng thưa và một phần lưỡi cưa răng dày này. Đó, lưỡi thì còn đẹp nguyên, còn rất là sắc bén luôn. Cái này là C28. Cái này C28 150 ngàn. Đấy. Mã số tiếp theo là C29 ạ. Mã số tiếp theo C29 cũng một cái cây cưa tay này. Cây này thì cái phần cái cây cưa nó cũng còn tương đối là đẹp. Chiều dài cây cưa nào nó dài khoảng 34 cm. Còn cái phần lưỡi cưa nào nó dài khoảng 21 cm, lưỡi cưa dài 21 cm. Lưỡi thì còn sắc bén nha, răng còn sắc bén hết và không có bị cong vênh hoặc là sứt mẻ răng nào đâu. Cán thì còn mới còn đẹp này. Nó có một cái hộp đựng lưỡi cưa bằng gỗ nữa, cũng còn đẹp. Nó có một cái quai da để mình cài lưỡi cưa với lại mình để mình đeo bên người được này. Họ tem mác còn nguyên ạ, của hãng Shinkai. Cây cưa này là C29 là 150 ngàn. C29 ạ. Và số tiếp theo là C30 ạ. C30 là một cái cây cưa gấp, cưa sắt mà cưa gấp.
Cây cưa này thì nó có chiều dài là khoảng 51 cm cả cán ạ. Còn cái phần lưỡi cưa của nó thì nó dài 23 cm, dài 23 cm. Lưỡi còn đẹp và lưỡi còn rất là sắc bén nhá. Không về cắt kim loại, cắt nhôm, đồng, sắt thép các loại đều cắt được hết nhá. Cưa sắt, cưa gấp ạ. Này tem mác thì nó có tem mác được dán trên phần cán của lưỡi cưa mà nó bị bong tróc rồi, nó còn xíu không? Cái này cái keo dính đấy, cái keo đó. Còn cán thì bọc cao su bên ngoài còn tương đối đẹp. Này là C30 là 150 ngàn, C30 150 ngàn. Mã số tiếp theo là C31 ạ. C31 là một cái cây kéo cắt tôn. Cây này nó có cái chiều dài là khoảng 31,5 cm, chiều dài 31,5 cm ạ. Cái này lưỡi thì còn đẹp và còn sắc bén, và ở giữa cái lưỡi này thì nó có một cái ngạnh nhá các bạn. Nó có một cái ngạnh này. Lưỡi là thép ghép hai lớp và lưỡi của nó là ghép lưỡi thép giấy xanh này các bác. Nó có chữ giấy xanh dập trên cái cây kéo này luôn. Cái này thì các bác có thể mua về cắt tôn các thứ được, rất là bén luôn tại vì nó xài lõi thép giấy xanh. Hoặc là các bác mua về sưu tầm được không? C31 cây này 130 ngàn. Mã số tiếp theo C32 là một cái cây kìm kẹp hàng. Cây này nó có chiều dài là khoảng 23,5 cm, chiều dài 23,5 cm ạ. Cái này thì nó cái miệng của nó là rộng 2 cm, miệng kìm kẹp này là rộng 2 cm. Này thì các bác có thể để kẹp đồ, kẹp ốc hoặc là kẹp đồ hàn các thứ hoặc là sắt thép, nói chung là kìm kẹp. Cái này còn mới này các bác, cũng gần như chưa qua sử dụng đâu, còn rất là đẹp luôn. Và trên cán cũng có dập chìm chữ trên đó. Này C32 là 100 ngàn, C32. Mã số tiếp theo C33 là một cái cây kìm bấm chết của hãng Enginely ạ. Cái này nó có chiều dài là 19 cm, chiều dài 19 cm ạ. Nó có hãng Enginely, nó dập chìm luôn trên cây kìm bấm chết nhá. Này thì còn mới gần như chưa qua sử dụng rồi. Đây, răng thì còn sắc bén không bị chảy trượt hết. Ở cái phần đầu kẹp, cái phần đầu miệng của cái cây kìm bấm này thì nó có một cái, người ta khoét một cái rãnh ở giữa nữa nha các bác. Đó, rãnh hình chữ V ở giữa này. Cái này thì nó rất là thuận tiện trong cái việc ví dụ như các bác có thể kẹp những con ốc mà mình kẹp thẳng như thế này được này. Còn bình thường là răng này mình kẹp ngang, còn này cái rãnh này mình có thể kẹp mà ốc mà kẹp thẳng được. Tay cầm thì nó bọc một lớp cao su bên ngoài ạ, còn đẹp nguyên ạ. C33 cái này 280 ạ. Mã số tiếp theo là C34. C34 là một cái bộ tô vít tự động. Cái này nó có một cái chìa để nắp đầu vít này. Cái chìa này thì nó dài là khoảng 11,5 cm. Đây, nó cũng này còn mới nhá, còn nguyên trong hộp đấy. Đây nó có những cái hình minh họa này, có hai đầu, một đầu là nắp đầu khẩu đầu mở ốc này và một đầu thì nắp đầu để mở để nắp đầu tô vít và một đầu nắp đầu nục giác, đầu khẩu nục giác. Nó gồm có 2 4 6 8 gồm có 10 cái đầu vít này các bác. Nó gồm có 4 cái đầu vít cộng và 4 đầu vít cộng, một đầu vít trừ và có thêm 5 cái đầu là đầu nục giác nữa, đầu lục giác. Đầu lục giác, 5 đầu lục giác, một đầu trừ và 4 đầu cộng. Đó. Này các bác xài đầu nào thì các bác nắp vào cái cây cái chìa này là được nhá bác. Chìa này thì có thể đảo chiều xoay chiều được này. Và nó thêm 4 cái đầu khẩu, xem nào, 6 cái đầu khẩu nữa, 6 cái đầu khẩu. Nó mở ốc từ ốc 7 ly đến 8 ly, 10, 11, 12 đến 13 ly. Đó, bộ này thì còn mới chưa qua sử dụng, còn nguyên hộp ạ. Bộ này là C34 150 ngàn. Này để trong hộp nhưng mà nó bị ẩm thì nó cũng có một vài cái nó bị xét xét rỉ rỉ bên ngoài một tí nhá các bác. Này nó bị hơi ẩm, hơi nước vào nó bị xét xét rỉ xíu ạ. Cái bộ này là C34 150 ngàn. Mã số tiếp theo là C35. C35 là một cái cây súng xịt sơn.
Cây này thì nó có cái bình sơn là được nắp ở bên dưới cái súng nha các bác. Bình sơn nắp bên dưới này. Bình sơn này bình khá là lớn đấy. Cái bình này thì nó có đường kính là khoảng 10,5 cm và chiều cao bình nó tầm khoảng 12 cm. Chiều cao 12 cm và đường kính là 10,5. Nó của đây nó có dập, nó là dòng sản phẩm là súng là F75 của Mark Pro Japan Technology ạ. Đó. Cái súng này là C35 là 400.000 này, cái đầu ấy bằng đồng này. Đầu đép sơn, cái đầu sơn súng này là bằng đồng này. Cái này C35 là 400.000, C35 ạ. C35 là 400. C35 400. Và sau tiếp theo C36. C36 là một cái súng, cũng súng bắn sơn, súng này nhỏ hơn tí này. Cái súng này thì bình sơn đặt lên trên này. Bình nó cũng nhỏ hơn. Và súng này nó của hãng Osaka, cũng dòng sản phẩm là F75 đầu súng á. Cái bình sơn này thì nó có chiều cao là tầm khoảng 11 cm và đường kính cái bình này là nó khoảng 8 cm, đường kính 8 cm. Súng này là C36 là 350.000, C36 ạ. 350.000. Mã số tiếp theo là C37 ạ. Mã số tiếp theo là C37. C37 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cái này nó có chiều dài là 34,5 cm. Cán thì được làm bằng thép và nó có tay cầm bọc cao su bên ngoài. Có một cái chốt cài kéo ở giữa cây kéo này. Lưỡi thì còn đẹp và còn sắc bén. Đấy, còn đẹp không găm mẻ gì. Lưỡi cây kéo này thì có thể xoay được xoay được 360 độ luôn ạ. Xoay được 360 độ. Và cây này nó của hãng Saboten. Đây, có tem hãng này, Saboten, có logo hình cây xương rồng. C37, cây này 170 ạ. Và số tiếp theo C38 là một cây kéo cắt cành đúc. Cây này chiều dài của nó là 20 cm. Và lưỡi của nó đây, lưỡi còn đẹp, còn đầy đặn, không có bị sứt mẻ gì hết ạ. Và còn đầy đặn, gần như chưa bị mài mòn. Kéo cũng còn đẹp, bề mặt này còn láng mịn, không gì xe gì ạ. Và so chốt cài còn này. Cái này là C38 là 250.000. Mà số tiếp theo C39. C39 là cũng một cái cây kéo cắt cành. Cái này thì cán nó bằng cán nhôm, còn lưỡi là bằng thép đen. Chiều dài cây kéo này là 20,5 cm. Tay cầm bọc lớp cao su bên ngoài, chốt cài nó so còn này. Và nó có một cái con ốc chốt nó hình bánh răng, ốc chốt hình bánh răng. Đây là cái chốt cài nha bác, mà nó kiểu nó hơi kẹt ấy. Về các bác xoáy cái con ốc này ra này, hoặc là các bác có thể tra dầu vào nó trơn thôi. Kiểu em chưa có thời gian, em chưa chỉnh sửa vệ sinh thôi. Lưỡi thì còn đầy đặn, còn đẹp nha bác, không găm mẻ gì hết ạ. Ở đây nó có nước sản xuất này, made in Sweden gì đó. Đây có nhưng mà nó hơi mờ xíu này quá. Cái này là C39 là 150.000, C39 150.000. Nói chung cây kéo này cũng ngon đấy ạ. Ngon mà thì nó mở quá em không dịch ra được. Made in gì đấy. Không dịch ra được. C39 150.000. Mà số tiếp theo là C40 ạ. Là một cái cây kéo cắt cành trắng đỏ. Cây này thì chiều dài của nó là 20 cm. Và lưỡi thì còn đẹp, không bị gam mẻ gì hết ạ. Còn cây kéo còn rất là đẹp. Lưỡi là bằng thép không gỉ, còn cán của nó thì được bọc lớp cao su trắng đỏ bên ngoài, còn gần như mới. Cây này là C40 là 230.000. Mã số tiếp theo là C41 ạ. C41 là một cái cây kéo cắt vải. Cái này nó có chiều dài là 25 cm. Cái này lưỡi rất là dày nhá bác. Lưỡi nó dày chắc khoảng đến 4 ly hoặc 4,5 ly á. Và trên cái sống lưỡi của nó có một cái rãnh này. Rãnh này không biết có tác dụng gì ạ. Hai bên đều có rãnh nhá. Lưỡi còn đẹp, còn sắc bén á. Và
Cái này nó có dập hãng trên đó là hãng Senkichi này các bác. Sẽ hãng chuyên sản xuất đồ bonsai đấy. Cây này thì mình có thể để cắt vải hoặc là cắt giấy hoặc là cắt cá, làm cá hoặc bác nào làm cá cũng được đúng không? Hoặc là cắt hoa cũng được nha bác. Nói chung là nó cũng đa năng ấy. Và nó có bọc lớp cao su bên ngoài thì khi các bác cắt nó không bị đau cấn và tay nó không bị đau tay nữa. Đó. Về ví dụ các bác làm cá, cắt dây cá cũng được ấy. C41 là 130. Và số tiếp theo C42 ạ. Một cây kéo cắt vải ạ. Cây này thì nó có chiều dài là 24,5 cm, chiều dài 24,5 cm. Cái này tay cầm cán của nó thì được làm bằng nhôm, làm bằng nhôm và nó có một cái hình logo trên cán này. Và trên lưỡi kéo nó có dập chữ Sliver Forlick, Sliver Forlick. Còn ốc với lại chốt thì được làm bằng đồng. Lưỡi kéo là cán thì bằng nhôm còn lưỡi thì nó ghép bằng thép trắng, thép không gỉ ạ, thép ghép không gỉ. Lưỡi còn sắc bén và còn đẹp nha mà. Đó, cái này C42 150.000. Mã số tiếp theo là C43. Mã số tiếp theo là C43. C43 là một cái cây kéo con cá thép trắng. Cái này nó có chiều dài là khoảng 16,5 cm. Đó, con cá thép trắng. Cán thì được làm bằng thép trắng, còn lưỡi của nó thì nó ghép một cái lớp thép khác nha bác, là kéo lưỡi hai lớp thép ạ. Lưỡi kéo còn rất là đẹp, đặt trên kéo người ta có dập chìm chữ trên đó cũng còn đẹp nguyên ạ. Này C43, cái này 100.000. Mã số tiếp theo C44. C44 là một cái cây kéo tỉa. Và cây này thì nó có chiều dài là 17,5 cm. Cây kéo tỉa này à, cái này thì cái đuôi của nó là hai đuôi, là đuôi cong nó uốn, nó chạm vào nhau nha bác. Đó, đuôi cong uốn chạm vào nhau này. Kéo cũng còn rất là đẹp. Trên bề mặt lưỡi kéo cũng có dập chìm chữ mà nhìn nó hơi bị mờ một xíu. Nhìn qua camera nó hơi mờ xíu ạ. Đó. Lưỡi không bị gam mẻ gì hết ạ. Cái này C44 là 170. Mã số tiếp theo là C45. Là một cái cây kéo bướm ạ. Chiều dài cây kéo bướm này là dài 16,5 cm. Lưỡi cũng còn đẹp, còn sắc bén và không gam mẻ gì hết ạ. Và lưỡi được ghép thép hai lớp ạ, hai lớp thép. Cán của nó thì còn nguyên lớp sơn mạ, trên cán có dập chìm chữ rất là đẹp ạ. Này C45, cây này 150.000. Mã số tiếp theo C46, cũng một cái cây kéo tỉa nữa. Cây này chiều dài của nó là 20 cm, chiều dài 20 cm. Cây kéo tỉa này lưỡi cũng còn đẹp này, còn sắc bén mà không gam mẻ gì hết ạ. Và cây này lớp sơn mạ còn nguyên, còn đẹp gần như mới. Trên cán của cây kéo cũng có, người ta cũng có dập chìm hai cái chữ trên đó đấy. Này C46, cái này là 230.000. Mã số tiếp theo C47. C47 là một cái lưỡi rìu chữ L. Lưỡi này nó có chiều dài là 16 cm. Chiều ngang lưỡi là khoảng tầm 12 cm. Chiều ngang lưỡi 12 cm. Cái này thì người ta rèn thủ công mà người ta rèn hơi xấu này các bác. Bề mặt nó hơi sần sùi xíu. Còn lưỡi thì vẫn xài bình thường nha, vẫn sắc bén bình thường. Này thì về các bác chêm lại cán thôi, là đi bổ củi chặt cây vẫn cứ bình thường mà nó không đẹp lắm đâu. C47 lưỡi này 180.000, hôm trước bán 200 này. C47 là 180.000. Mà số tiếp theo là C48 ạ. C48 cũng một cây lưỡi rìu chữ L nữa. Lưỡi này nó có chiều dài là khoảng chiều dài tầm 13 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 10,5 cm, chiều ngang lưỡi 10,5 cm. Cái này thì lưỡi còn đẹp, bề mặt lưỡi đẹp không gì xe gì hết ạ. Lưỡi còn tương đối là đẹp. Này C48 là 230.000. Mã số tiếp là C49. C49 là cũng một cái lưỡi cây rìu chữ L nữa. Chiều dài cây rìu này là khoảng lưỡi là nó tầm khoảng 13,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng
Chiều ngang lưỡi là tầm 11 cm, chiều ngang lưỡi tầm 11 cm. Cái này bề mặt thì còn tương đối là đẹp, nó cũng không gì xét gì đâu, bề mặt còn tương đối đẹp. Bên này thì nó cũng dập chìm chữ ở trên bề mặt đấy, rìu này hơi nhỏ xíu này, mặt bên này cũng có dập chìm chữ đó. Cái này cán thì hơi xấu, về các bác sửa lại hoặc thay cái cán mới để xài cho nó chắc chắn nhé. Xe 49 là 250.000. Mã số tiếp theo C50. C50 cũng một cái rìu chữ L tiếp theo. Chiều dài cái rìu chữ L này là nó dài 13 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 13,5 cm ạ. Dài 13, chiều ngang lưỡi 13,5. Cái này bề mặt thì còn tương đối là đẹp, không gì xe gì ạ. Trên bề mặt của nó thì nó cũng có khắc một cái, không biết một cái hình hay là một cái chữ thủ công trên bề mặt ạ. Lưỡi còn đẹp này. Hay C50 là 250.000. Mã số tiếp theo là C51. C51 là một cái cây dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó là 13,5 cm. Chiều ngang lưỡi của cây dao này là khoảng 7,5 cm. Này thì lưỡi, độ dày lưỡi nào, nó dài 7,5 ly. Lưỡi cây dao này còn đẹp nha các bác, còn rất là đẹp này. Chữ được khắc chìm trên bề mặt đây. Lưỡi hai lớp, lưỡi mài hai mặt ba lớp thép ạ. Thép ba lớp. Cái cán của nó thì cũng còn khá là chắc chắn. Nhưng mà trên cán của nó thì nó cũng có nứt nhẹ một vài vết nhé. Về các bác có thể quấn lấy dây đồng hoặc dây kẽm ấy, các bác quấn xung quanh để rằng lại cho nó đỡ bị tét lại, rằng lại, hoặc là các bác có điều kiện thì thay cán mới thì càng tốt. Không thì các bác rằng lại rồi lấy keo các bác gắn dán lại cho nó chắc chắn hơn để sử dụng. Xe 51 là 300. Này nó cũng tương đối chắc chắn, nhưng mà xài lâu thì nếu mà các bác muốn bền hơn thì các bác kỹ thì các bác quấn, ví dụ các bác tiện một cái rãnh này này, rồi các bác quấn dây đồng, lấy dây đồng nhỏ hoặc dây kẽm quấn quanh mấy vòng siết nó lại. C51 là 300 ạ. Mã số tiếp theo C52. C52 là một cái cây dao pháp đi rừng. Cây này thì nó có chiều dài lưỡi tầm 15 cm, chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 6,5 cm. Độ dày của nó là, nó dày là 6,5 ly, dày 6,5 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt thép ba lớp. Cây này nó dạng dao là chuyên đi rừng á, chuyên để mình đi mình phát cây, phát cành trên cao chẳng hạn, mình giơ lên mình phát, cái thế này phát rất là tiện này. Nó làm chuyên để phát chứ không để chặt cành, chặt hoặc là chặt xương, chặt ấy trong nhà được. Nó chuyên làm chuyên dụng để đi rừng, đi phát cây, phát cối á. Cái này nó cũng có chữ được dập trên bề mặt lưỡi dao đúng không? Mà nó nhìn nó hơi mờ. Đầu nó có một cái mỏ để chống trượt này, khi mình chặt chống trượt. Cán thì cũng còn tương đối đẹp. C52 cái này là 250.000. Mã số tiếp theo C53. C53 một cây dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó 14,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó 5,5 cm. Và độ dày cây dao này là nó dày, nó dày 6 ly, cái này dày 6 ly. Này lưỡi mài hai mặt thép 3 lớp. Cái này phần đầu lưỡi dao thì nó có hơi xét xét rỉ rỉ, nó có rỗ rỗ nhẹ xíu này các bác. Nó có một số vết rỗ nhỏ ấy. Trên bề mặt cũng được dập chìm chữ, còn đẹp. Cán thì còn chắc chắn á. C53 cái này là 200.000, C53 200. Mã số tiếp theo C54. C54 là một cái lưỡi dao chặt. Chiều dài lưỡi là 13,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 7,5 cm ạ. Và độ dày lưỡi dao này nào, nó dày là 8,5 ly, rất là dày nhá. Đấy. Cái này lưỡi này thì bề mặt thì còn rất là đẹp này, không gì xét gì hết, lưỡi mà hai mặt. Về các bác chêm lại cái cán là mình mang về chặt xương hoặc chặt bổ cây, bổ chặt cây chặt cối cũng được nhá, chặt xương. Nhưng mà này để chặt xương ngon này. Này C54 là 250.000. Mã số tiếp theo C55, cũng một cái cây dao chặt nữa. Cái này thì nó có một cái bọc lưỡi thì bằng ni lông nhá, để bọc lưỡi đó. Cây dao này thì còn mới này các bác. Chiều dài lưỡi,
chiều dài cây lưỡi cây này nó dài khoảng 13,5 cm, chiều ngang lưỡi là 5 cm và độ dày lưỡi dao này, độ dày lưỡi dao là nó dày 6 ly. Cái này lưỡi mài hai mặt thép ba lớp. Cái này bề mặt của nó giống kiểu người ta rèn giống sần sần sùi sùi như là da cóc ấy. Da cóc. Cái này bề mặt nó kiểu như vậy nhá, không phải là do nó dỉ xét gì đâu. Cái này còn mới ấy. Còn mới nguyên này, tem mát còn nguyên ấy. Cán còn mới ấy. Đầu nó có cái mỏ để chống trượt. Cái này là C55 là 400.000. Cái này thì còn đẹp. C55 là 400, C55. Mã số tiếp theo C56. C56 là một cái cây dao chặt nhỏ. Chiều dài lưỡi là khoảng tầm 11,5 cm. Chiều ngang lưỡi cây dao này là khoảng 3,5 cm. Và độ dày của nó nữa. Độ dày nó tầm 4,5 ly. Cái này thì rất là nhỏ nhé. Ví dụ các bác mang đi câu hoặc là mang đi du lịch các thứ này, nhỏ gọn bỏ trong ba lô được. Cán thì còn đẹp, còn chắc chắn đó. C56 cái này là 150.000, lưỡi mài một mặt thép hai lớp. Mã số tiếp theo C57, một cây dao chặt nữa. Cái này chiều dài của nó thì nó dài khoảng, chiều dài lưỡi là tầm khoảng sấp xỉ 18 cm. Bản của nó rộng khoảng 8,5 cm. Độ dày cây dao nó dày 4 ly ạ. Độ dày dày 4 ly. Và cây dao này thì nó có trọng lượng là, trọng lượng của nó là 500g. 500g. Nó làm bằng thép carbon không gỉ này của hãng Akatsuki. Này ở trên lưng của nó thì người ta làm nó võng lưng một chút này. Và cái này thì các bác có thể băm chặt thái, chặt gà chặt vịt được nhá. Nó dày mà, dày tới 4 ly thì chặt gà chặt vịt được. Cán bằng gỗ vào nó có 3 chốt bằng đồng. Và này thì nó làm bằng thép carbon nhưng mà kháng rỉ cao, không có rỉ, gần như không rỉ. Các bác cứ xài xong để khô ráo thì nó không rỉ xe đâu. C57 là 350.000. Mã số tiếp theo C58. C58 là một cái cây dao đi rừng của hãng Aventura. Cái này nó có chiều dài lưỡi là khoảng 14,7 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 3,5 cm. Và độ dày của cái cây dao này, nó dày là, độ dày là dày 4 ly. Dày 4 ly. Lưỡi thì còn rất là đẹp này các bạn. Lưỡi còn sáng, còn bóng đẹp này. Đó. Lưỡi còn đẹp. Và cán bằng nhựa, nó có logo này. Cái này của hãng Aventura nhá. Thường nó hay dập hãng trên cái lưỡi này, nhưng mà nó dập bằng mực nên một thời gian là nó sẽ bị mờ đi. C58 cây này là 300.000. C58 300. Mã số tiếp theo C59 cũng một cây tương tự. Một cây tương tự. Chiều dài lưỡi của nó tầm khoảng 14,7 cm, sấp xỉ 15 cm. Chiều ngang lưỡi 3,5 và độ dày cũng dày khoảng 4 ly. Lưỡi thì còn đẹp, còn sáng, không có bị rỉ sét gì hết ạ. Đó, lưỡi còn sáng và đẹp. Cán cũng có một cán bằng nhựa, cũng có một cái logo được đính trên cán ấy. Nó cũng của hãng Aventura. C59 là 300.000. C59 300. Mã số tiếp theo C60. C60 là một cái viên đá để sửa đá nhá. Cái viên này để sửa những cái viên đá mà mình mài lâu ngày nó nõm ấy, mình dùng viên này mình chà nên mình sửa, mình lấy lại mặt phẳng cho viên đá mài dao. Chiều dài của viên đá này 16,5 cm. Chiều ngang của nó là khoảng tầm 5,8 cm. Và độ dày là nó dày 1,5 cm. Dày 1,5 cm. Đây. Cái trên viên đá này thì nó có khoét những cái rãnh hình chéo nhá bác. Ví dụ như về các bác có viên, những cái viên đá mà mài nhà bác, các bác nó lõm hoặc mài nó bị lõm không đều ấy, để các bác lấy viên này để sửa, để chà lên sửa, lấy lại mặt phẳng cho cái viên đá mài dao kéo trong nhà đấy. Một viên như thế này là C60 là 180.000. Mã số tiếp theo C61, cũng một cái viên đá mài dao. Cái này là viên đá mài dao kéo.
Chiều dài viên này là nó dài khoảng 20,5 cm. Chiều ngang viên đá là 7 cm và độ dày viên đá này là 3 cm, dày 3 cm. Đây. Viên này thì nó chưa qua sử dụng ạ, nhưng mà cái đá này thì nhiều khi người ta để trong lô hàng nó bị va quệt với những viên khác, thì thỉnh thoảng ở các góc cạnh này nó có bị sứt mẻ một tí này. Đây. Nó có mấy viên nó cũng như nhau, kích thước các thứ như nhau hết. Đó, kích thước các thứ như nhau, thỉnh thoảng nó cũng có góc hoặc là hông của nó cũng có một vài vết mẻ nhỏ nhỏ nhá. Này đá cũ mà, đá cũ nhưng mà chưa qua sử dụng nên không tránh khỏi nữa. Cái viên này thì nó có dập chữ trên đấy này. Những cái viên đá này giống như là kiểu nó bị lỗi hay là hoặc là nó tồn kho, người ta không sản xuất nữa, không có sản xuất nữa thì người ta không dập chữ này. Thấy có một viên này dập chữ, còn mấy cái viên này thì không có dập chữ nha các bác. Đây này. Có mấy viên nó giống y nhau, kích thước các thứ. Nó không dập chữ, có mỗi viên này dập thôi. Này thì nếu các bác lấy thì em lấy ngẫu nhiên nhé. Có 3 viên. C61 là 360.000. Mà độ mịn của viên đá này là 2.000 nha các bác, độ mịn 2.000 ạ. C61 là 360.000. Một viên ạ. Mã số tiếp theo là C62. C62 là một cái liếc dao giũa kim cương, liếc dao. Này chiều dài của cái liếc này là 26 cm. Và cái phần lưỡi của nó, lưỡi liếc là nó dài 15 cm. Còn cái phần cán của nó thì nó được ốp gỗ bên ngoài này. Phần cán tay cầm được ốp gỗ bên ngoài. Liếc này nó có hai mặt, một mặt cong và một mặt dẹp. Liếc kim cương còn mới chưa qua sử dụng, còn nguyên trong hộp ấy. Này thì các bác có thể liếc dao này, liếc kéo hoặc là liếc lưỡi mài, liếc dũa, liếc của bấm móng tay các thứ đều được nhé. Đây, người ta hướng dẫn cả cái cách để mình liếc cả những cái lưỡi bào nữa, bào gọt trái cây, vỏ trái cây nữa. C62 cái này là 220.000. C62. Mã số tiếp theo là C63. C63 là một cái cây dao của hãng dao đi rừng của hãng Rambo. Nó có một cái bọc lưỡi bằng da này, bọc lưỡi bằng da. Đó. Có quai đeo này. Và đây cây dao đây. Cái này thì chiều dài cả cán của nó là dài 31 cm. Còn cái phần lưỡi dao thì nó dài khoảng 18 cm. Và chiều ngang của lưỡi dao này là dài 2,5 cm. Và độ dày của nó này. Độ dày của nó là nó dày 5 ly và nó mỏng dần hai mặt lưỡi. Này lưỡi mài hai mặt ạ, mài hai mặt lưỡi. Lưỡi mài hai mặt. Và lưỡi nó kiểu lưỡi hình thoi ấy, nó ở giữa là dày rồi nó mỏng dần về hai bên lưỡi. Có háng dập trên nó. Rambo. Cán thì làm bằng cao su, cán bằng nhựa cứng. Cây này là C63 là 300.000. C63 là 300, C63 300.000. Mã số tiếp theo là C64 là một cái cây dao của Đức. Chiều dài lưỡi dao là khoảng xấp xỉ 18 cm, đúng không? 17,8 cm. Chiều ngang lưỡi là 4,5 cm. Và độ dày của nó là nó dày 2 ly. À, cái này thì bề mặt của nó người ta sử dụng rồi, nó cũng có một vài vết xước nhỏ nhỏ này. Nó có logo Đức hai người. Slogan Germany logo hai người. Khâu thì được đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao. Và cán dao thì được làm bằng nhựa. Cái này là C64 là 250.000. Và số tiếp theo C65. Một cây dao 3 lớp thép ạ. Chiều dài lưỡi cái này là 16 cm. Bản của nó rộng là khoảng 4,6 cm. Và độ dày là khoảng 1,7 ly. Cái này 3 lớp thép, chữ được khắc trên bề mặt rất là đẹp này. Chữ khắc hai mặt ạ. Và lõi 3 lớp mà lõi thép không gì. Lõi thép không gì ạ. 3 lớp lõi không gì này. Đó, các bác nhìn nghiêng là thấy cái đường vân thép ghép. Lõi không gì. 3 lớp cán thì còn đẹp. C65 là 250.000. Mã số tiếp theo là C66. Cũng một cây dao thái 3 lớp thép. Cây này nó có chiều dài là
16,5 cm, chiều ngang của nó 4 cm và độ dày 1,5 ly. Cái này thì nó của hãng Tojiro. Tojiro hãng đấy nó hay dập laser này, chữ thì hay được dập laser, nhìn nó hơi mờ này. Thép sử dụng thép DP, lõi 3 lớp thép, mà lõi thép của nó là lõi thép không rỉ, không gì, cán thì còn đẹp. C66 là 200 ngàn. Mã số tiếp theo C67. C67 một cây dao 3 lớp thép. Cái này nó có chiều dài lưỡi là 16,5 cm, chiều ngang lưỡi là 4,3 cm, và độ dày của nó là 1,5 ly. Cái này thì ba lớp, cái này là những cái vết bẩn nhá các bạn. Hôm trước cắt băng keo nó dính này nữa. Vết dính băng keo. Ba lớp thép, lõi thép carbon ạ. Này, này vết bẩn nhá. Lau đi là sạch. Cái này thì người ta cũng có dập chìm, dập chữ về hãng trên mà người ta dập lỗi, dập mực nên nó bị chảy xước bong chóc đi rồi. Ba lớp thép ạ. Cán thì cũng còn đẹp. C67 150 ngàn. Mã số tiếp theo là C68. C68 là một cái cây dao của hãng Mark. Cái này nó có chiều dài lưỡi là 17 cm, chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 4 cm, chiều ngang lưỡi 4 cm, và độ dày 1,5 ly. Cái này mũi cái dao thì được, nó được bo tròn cho nó không để nhọn. Đây, có hãng Mark Molybdenum Steel, thép không gỉ ạ. Mà ở đầu mũi dao nó có khoan một cái lỗ, nó hình bông hoa này, để mình có thể móc dao hoặc treo gao lên khi mình sử dụng xong rồi. Mặt bên này đây có thông số chữ Nhật và chữ dập cả chữ Made in Japan nữa. Cán còn đẹp. C68 là 150 ngàn. Mã số tiếp theo C69 là một cái cây dao của hãng Kai, chiều dài lưỡi là 17 cm, chiều ngang lưỡi là khoảng 4,7 cm, và độ dày 1,5 ly. Cái này nó của hãng Kai, có hãng dập này. Bên ngoài cây dao này thì nó có một mạ, một cái lớp sơn đen, và nó có mạ thêm, nó dập nên đó logo hình một con mèo đi, nó để lại những cái dấu chân trên cây dao này. Cán thì bằng nhựa. Cái này C69 là 130 ngàn. C69 đó. Mà số tiếp theo C70 là một cây dao Lakiri của hãng Tojiro. Chiều dài lưỡi của nó là 16,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 4,5 cm, và độ dày 1,5 ly. Cây này xin lõi 3 lớp thép này, hãng Tojiro này. Nó hơi mờ xíu, thép DP ạ. Và cái này thì nó là lõi thép không rỉ và ốp cũng không rỉ, nhưng mà này chắc nó người ta để trong một cái môi trường nó axit hoặc kiềm, nó hơi nặng nên nó cũng có bị rỉ sét một chút này các bạn. Đó. Rỉ sét chứ. Này C70 là 120. Này về thái vẫn rất là bén và ngon nha các bạn. Nó chỉ xấu thôi, không đẹp lắm. Đó, nó có những cái vết chỉ nhỏ xíu xíu trên bề mặt đấy. C70 120. Mã số tiếp theo là C71. Tiếp theo C71 là một cái cặp dao này. Một cái cây này chiều dài lưỡi của cây này là 14,5, chiều ngang lưỡi là 2,5, và độ dày là khoảng 1,5 ly. Cái này 3 lớp thép đúng không? Đó, trên bề mặt cũng có dập chìm chữ rất là đẹp. Và cái này thì các bác có thể mua về làm cây dao lọc trái cây được này. Và một cây này nữa. Cây này nó có chiều dài là 19,5 cm, chiều ngang của nó là 2,8 cm, và độ dày cũng khoảng 1,5 ly. Cây này thì nó giống như cây sashimi á, sashimi hai mặt cán. Hai cây này là 120 nhá. C71 120, hai cây. Cái này khâu hơi nỏng này, về các bác dán keo này là được nhá. C71 120. Mã số tiếp theo C72. C72 là một cái cây dao của Đức. Chiều dài lưỡi cái này là 15,3 cm, chiều ngang lưỡi là 3 cm, và độ dày cây dao nào, nó dày khoảng 1,8 ly. Đây, dao của Đức nhá, dao này dao của Đức. Cái này cái logo của nó có, mà người ta dập laser nên nó hơi bị mờ tí, logo Đức hai người
Slogan Germany ạ. Cái này thì khâu cũng được đúc liền nguyên khối với lại lưỡi dao, cán dao thì bằng nhựa, cán dao bằng nhựa. Này C72 là 150.000. Mã số tiếp theo C73 là một cái cây dao cắt da. Này chiều dài lưỡi của nó khoảng 12,5 cm. Chiều ngang lưỡi của nó khoảng chiều ngang lưỡi của nó là khoảng 6,7 cm. Và độ dày là nó khoảng 1,5 ly, 6,7 cm. Chiều ngang lưỡi là 6,7 cm và độ dày 1,5 ly. Cái này lưỡi mài vát một mặt nhé. Cái này người ta chuyên để ví dụ như mấy cái người mà làm giày da các thứ, người ta cắt da, cắt da nữa. Lưỡi nó mài bén lên tới mũi dao này. Và bề mặt thì còn đẹp không gì xem gì ạ. Mặt sau nó có dập chữ trên nó, mặt dập chữ trên mặt bên trái lưỡi dao. Cán thì còn tương đối là đẹp. C73 là 130.000. Mã số tiếp theo C74 ạ. C74 là một cái cây dao gấp cán sừng, dao gấp cán sừng. Chiều dài lưỡi cái này là nó chiều dài cây dao này là 19,5 cm cả cán á. Cái phần lưỡi dao là nó dài là khoảng 8,5 cm. Bản rộng tầm 2,5 cm và độ dày, độ dày của nó là nó dày 3,5 ly. Lưỡi dao cũng còn tương đối đẹp, không gì xét gì ạ. Lưỡi còn đẹp. Khâu của nó bằng đồng, khâu bằng đồng. Và cán của nó thì được ốp sừng, còn rất là đẹp luôn. Khâu bằng đồng, cán ốp sừng này. Này C74 là 200.000. Mã số tiếp theo C75 ạ. C75 là một cây dao gấp. Dao này dao gấp dạng dao ghép ạ. Chiều dài cây dao này là nó dài khoảng 22,5 cm. Phần lưỡi dao là nó dài khoảng 9,5 cm. Còn phần cái phần lưỡi bén của nó là nó khoảng 7 cm. Phần lưỡi sắc bén 7 cm. Bản rộng là 2,5. Và độ dày, nó dày khoảng 2,2 ly ạ. Dày 2,2 ly. Lưỡi một mặt của nó thì nó có dập những cái vân giống như vân búa ấy. Một mặt vân búa này. Mà sau thì nó có dập ba chữ Nhật và dập chữ Japan nữa. Ở trên cán của nó có một cái chốt bằng đồng và một cái chốt nhỏ, một cái chốt to đều làm bằng đồng. Và cán thì được làm bằng cán sừng. Này C75 là 250.000. Mã số tiếp theo C76 là một cái cây dao ghép, dao gấp mini này. Cái chiều dài của cây dao này nó dài khoảng 17 cm. Cái phần lưỡi dao thì nó dài tầm 7,5. Bề ngang là 1,5. Độ dày là cũng 1,5 ly ạ. Cái này lưỡi 3 lớp thép, 3 lớp. Loại dao ghép này lưỡi rất là bén nha bác. Về con mang mài sờ thì bén cực kỳ luôn. Lưỡi còn đẹp này. Cán cũng còn rất là đẹp, trên cán được dập rất là nhiều chữ ạ. Cán còn đẹp nguyên. C76 100. Hôm nay thì em có một số đồ nghề giới thiệu các bác trên video, các bác theo dõi video thấy món đồ nào nó phù hợp với công việc mục đích sử dụng của mình thì có thể ủng hộ giúp em nhé. Số điện thoại liên hệ em có ghi ở phần mô tả video. Em xin chân thành cảm ơn các bác quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt các bác.